Chào mọi người. Hôm nay thì mình lên trên này thì lên nhà bác mình này. Bác chỉ cho cái tổ ong làm ngay trong nhà luôn, trong mùa vẽ nhá. Thì cái tổ ong này thì bữa trước thì bác mình cũng bảo là nó xuống đây nó đốt bác mình mấy cái. Thì hôm nay là bác ấy gọi mình lên đây để dỡ cái tổ ong này đi. Cái tổ ong nó làm ở trong nhà này rất là nguy hiểm. Nhiều người cứ quan niệm bảo là ong làm trong nhà lộc, nhưng mà tùy từng loại ong thôi mọi người ạ. Đấy là theo quan niệm của dân gian như vậy thôi. Còn ong, chứ cái ong bồ vẽ, cái loại ong mà nó nguy hiểm này thì nó làm trong nhà này thì cực kỳ nguy hiểm. Sau này cái tổ nó to lên đi thì này, càng to thì càng nguy hiểm mọi người nhá. Bây giờ cái tổ nó chỉ bằng cái đầu người thôi. Bây giờ mình sẽ tìm cách thì mình lên trên đấy thì mình dỡ cái tổ ong này đi. Ngọt thêm một. Đột đầu lắm con này.
Ui trời ơi bà, người đen mặt gái ghét. Trong một con giòn ơi. Ôi trời, nhìn nó bỏ ra, cứ tí tí nó bỏ ra, cứ cứ phải mẹ. Nó làm mình rất là làm đi. Nó bỏ cái mục kia vào. Nhìn cái kiểu nó làm mặt 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 hay. Ông phải ăn mặt quỷ nhé. Mặt quỷ. Ông bỏ thế. Đấy, bao em bỏ quỷ. Nói chưa bà này, cơ quan nó cũng biết là phải đi miệng cho bà tiền nữa. Sao mẹ? Tiền về nó còn dối cái vai này. May quá còn có cái túi này. Túi này là nó sáng. Mình nhìn thấy. Cái này họ lấy ngâm rượu. Con này. Ngâm rượu luôn á. Cháu xíu. Từ trên nhà đã ăn chân cơ mà. Được, quân hết rồi. Ăn nó ngứa hết cả người đi, không chơi. Nhà có nhộng nhỉ? 1 tầng, 2 tầng. 3 tầng. Sau còn to tướng rồi. Nó không chui. Suốt ngày nơm nớp no nó từ hôm nó đốt. Trước thì còn nhìn đỡ ấy. Hôm nó đốt thì sợ. Điện sáng là nó bỏ ra. Lộc thì chưa thấy đâu đã bị đốt rồi. Đau rồi. Đã được rút quẩy đi mà từng quẹ mấy tháng này. Nắp nhập viện với con ngâm. Mấy con nhóm ngoài ngoài nhìn sợ ấy nhỉ. Chỉ có ông Quyết với ăn cái này. Nhưng mà thằng Quỳnh, cả nhà thằng Quỳnh mát nắng. Ôi ngoài ơi, cái này cho con tiền ăn không ăn được. Dị ứng mà, ngứa. Ăn vào đảm bảo con lên cái gì con không biết hơn cái hạt vào đó rồi.
Nhập viện chứng tỏ là có chất đấy chứ nhỉ. Vâng. Ô, con này giàu chất đạm lắm mà. Ừ. Nhưng mà không ai ăn được không? Nhà bác Nguyên chạy không bao giờ ai ăn nữa. Bác Hiếu là bác ăn tạp cái gì bác mà. Đấy đấy đấy, con bò này. Cả nhà ba nhân tiêu diệt hết luôn. Ba nhân gai rồi. Rồi bê cái bác đi. À, anh nhà mày còn sống ấy chứ bảo là ăn tạp. Chứ chả ăn tạp. Không tạp có ăn thế đâu mà mày ăn. Ô, con còn bé cũng không ăn đâu nhá. Thế như con lớn lên nó đi chơi. Đặt lên lắm. Wow, như cái đĩa nhỉ. 4 tầng. Kinh. 7 phết đi chứ. Đùa đó. Tím như thế này. Kìa, có một con đang ở trong kìa. Con non. Không, con này đen rồi. Nhưng mà nó chưa bị đốt đâu con này.